bắt đối tượng mua bán 4 bánh heroin, 6.350 viên ma túy tổng hợp tại Sơn La. Ngày 11 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ tổ chức lực lượng bắt giữ thành công một đối tượng mua bán trái phép trên ma túy số lượng lớn tại khu vực Bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Theo đó, đối tượng bị bắt là Giàng A Sồng, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Sơn La. Tăng vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, hơn 6.350 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác chưa xác định được danh tính từ xuôi đến để bán ma túy, nhưng đang chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.